Ok, xin chào toàn thể quý anh chị em đến buổi review xe này của Đức nha. Hôm nay bên siêu thị ô tô BK Hà Nội vừa mới về một em hàng phải gọi là hết nước chấm luôn anh chị em ạ. Một chiếc Hyundai Santa Fe dầu cao cấp 2021 form 2022. Đây nhìn cái này là anh em có thể biết được luôn, đúng không ạ? Đấy, về bộ mặt ca lăng đằng trước nha anh chị em có thể thấy thì form mới nhá. Nó mạ một cái lớp chrome rất là xịn luôn này. Đấy. Thiết kế theo kiểu thang nước chảy. Chạy thẳng vào tim em anh chị em nhá. Ok, thì đây là về ngoại thất của chiếc xe, anh chị em có thể thấy này, với một cái ngoại thất màu đỏ mận rất là nổi và đẹp luôn. Cái này chỉ có đi cháy phố anh chị em ạ. Về bộ sâu hơn một chút có thể tìm hiểu qua về bộ la răng mới. Nhiều anh chị em cho rằng bộ la răng này thì không đẹp, mà nhiều anh chị em thì lại nói là đẹp. Đấy, đấy là quan điểm riêng của mỗi người anh chị em nhá. Còn lốp thì còn rất là dày và căng luôn. Đấy, đấy, đấy lốp thì rất là dày anh chị em nhá. Lồng lốp thì đây nguyên đét cho anh em và zin 100% luôn. Đấy, ok. Đấy, anh chị em có thể xem qua về ngoại thất nhá. Mình sẽ không nói quá chi tiết để anh em biết đâu. Thì những chiếc dòng xe này anh chị em nào mà đang tham khảo ấy thì có thể là đã tìm hiểu rõ rồi. Và xe là sẵn chắc chắn là có nhớ ghế và option cũng như chức năng là đầy đủ luôn anh chị em nhá. Đấy, bây giờ đây, nhớ ghế anh chị em này. Đó, có rất là nhiều chế độ luôn. Về chức năng option ở trên bảng này mình có thể nói là để review thì không thể hết được, nó quá nhiều luôn, quá là nhiều chức năng luôn. Màn hình thì đã được trang bị thêm một màn hình là 9 inch, quá ok luôn, tem chưa bóc luôn anh chị em nhá. Này chưa bóc tem luôn, chờ anh chị em nào mà có thể bóc tem là em nói anh chị em nhá. Đấy. Và chủ cũ đã được bọc thêm vô lăng này, đây là do thích hay không thôi. Đấy, còn đấy anh chị em có thể thấy nhá, nguyên tem luôn, nguyên túi luôn, chưa xé chưa bóc gì, mới chỉ một tí này gọi là bóc ra để soi gương thôi. Ok, cửa sổ trời toàn cảnh thì đấy là chắc chắn rồi. Ghế da cao cấp thì màu nâu anh chị em nhá. Tiếp đến là về hàng ghế lái, ghế cho người hành khách. Đấy, đây là hàng ghế cho hành khách anh chị em nhá, rất là rộng rãi thoải mái luôn. Hàng ghế cho người ngồi thứ 5 này, rộng thoải mái. Bệ tì tay cho hàng ghế thứ 2, giá để cốc rất là ok luôn. Mình sẽ quay không quá chi tiết cho anh em đâu ạ, bởi vì nó sẽ rất là dài. Đấy, anh chị em nào muốn quan tâm dòng xe này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình là 0974188693 để trực tiếp xem xe tại địa chỉ 26 Cầu Diễn Bắc, Từ Liêm, Hà Nội anh chị em nhé. Ok, tiếp đến là về hàng đến phần cốp sau thì chắc chắn là sẽ được trang bị cốp điện là cái điều đương nhiên rồi anh chị em ạ. Camera hành trình đầy đủ luôn, cốp rất là rộng. Đấy, hàng ghế thứ ba thì gập hẳn đằng trước này, gập ghế gập điện luôn anh chị em nhé. Đấy, cái mặt bằng này thì với lại rất rộng luôn, mọi người có thoải mái để được rất nhiều đồ. Mặc dù không bằng so với Fortuner nhưng mà cái độ rộng của nó thì cũng không gọi là 1910 đâu anh chị em ạ. Kiêm về công nghệ rất là nhiều. Ok, thì hiện tại trên này ở bên siêu thị ô tô BK Hà Nội đang mong muốn với giá rất là yêu thương cho anh chị em luôn, 1 tỷ 510 triệu, có thương lượng và gia lộc cho anh em rất là nhiều luôn nhá, có gia lộc cho anh em luôn nhá. Đấy, và hỗ trợ trả góp lên tận 70% giá trị của xe. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và địa chỉ mình sẽ để ở cuối clip cho mọi người cùng tham khảo nhá. Rồi, cuối cùng thì em xin chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ này, một ngày thật là thành công, và hẹn gặp mọi người ở tại showroom BK Hà Nội để trải nghiệm thực tế em này cùng nhiều dòng xe khác hiện tại đang có bên showroom bên em nhé. Rất là nhiều luôn, chuyên về những dòng xe gầm cao. Đấy, mà hôm nay chủ đạo thì em sẽ lên cho quý anh chị em chiếc Santa Fe màu đỏ này anh chị em nhé. Em xin chúc mọi người thật là sự thành công và sở hữu được em nó. Hẹn gặp mọi người trong những buổi review xe lần sau. Em xin chân thành cảm ơn.